Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 852, nói rõ với mọi người. Tại nơi ẩn náu. Sau khi biên quân vũ và nhóm rời đi, Trương Dịch ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong tay chơi đùa với một cái bật lửa màu bạc. Cùng cục, cùng cục hắn ta liên tục mở và đóng nắp bật lửa. Ngọn lửa sáng lóa bùng lên, tạo ra một ngọn lửa màu lam mảnh và dài, giống như lưỡi dao quân dụng sắc bén bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong nơi trú ẩn lại ấm áp như mùa xuân. Trương Dịch nhìn chầm chầm vào ngọn lửa trước mặt, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với người bên cạnh. Vì đội điều tra đã bị Trương Dịch dẫn dụ đến khu Ngao Sơn. Điều này cũng có nghĩa là số lượng lớn zombie sẽ sắp bùng phát. Nó cũng ám chỉ rằng trận chiến quyết định với zombie thực sự tại thành phố Thiên Hải không còn xa, nếu mọi thứ diễn ra theo dự đoán của Trương Dịch cuộc chiến gần đây ngoại vi bái tuyết giáo chỉ là một trò hề nghệ thuật thực sự trong khi trận chiến lần này sẽ tăng áp lực lên nhiều cấp độ nếu không kiểm soát tốt toàn bộ thành phố thiên hải có thể bị zombie tiêu diệt trương dịch phải chắc chắn rằng mọi tình hình được kiểm soát trong khả năng của mình ít nhất hắn cũng phải đảm bảo rằng mình và những người xung quanh có thể sống sót trong tình huống tồi tệ nhất hắn cũng muốn sống sót đã đến lúc cần phải chuẩn bị tâm lý cho họ trương dịch cùng cục một tiếng đóng nắp cái bật lửa sau đó nói với robot thông minh tiểu ái ẩn nút cùng hắn tiểu ái giúp ta thông báo cho mọi người trong nơi trú ẩn mời họ đến phòng khách ở đây được đã nhận lệnh ngay sau đó giọng nói của tiểu ái vang lên khắp các góc nơi trú ẩn mời tất cả mọi người trong nơi trú ẩn lên phòng khách tụ họp khi nghe thấy giọng nói này mọi người đều có vẻ mặt tò mò hầu hết họ không biết rằng nguy cơ zombie vẫn chưa được giải quyết và thông thường trương dịch chỉ triệu tập mọi người khi có vấn đề quan trọng do đó mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ có dương hân hân ánh mắt cô lóe lên một tia sáng u ám điều khiển xe lăn rời khỏi bàn điều khiển chỉ vài phút sau mọi người trong nơi trú ẩn đã tụ tập trong phòng khách họ đều nhìn về phía trương dịch trương dịch có chuyện gì vậy lại xảy ra chuyện gì rồi à trong lòng mọi người có chút căng thẳng họ tưởng rằng nguy cơ zombie đã qua và họ có thể tận hưởng cuộc sống yên bình nhưng vẻ mặt nghiêm túc của trương dịch lại khiến họ cảm thấy bất an trương dịch không làm mọi người chờ lâu hắn ta trực tiếp nói về những gì đã xảy ra lần này nguy cơ zombie ở thành phố thiên hải không phải là thiên tai mà là nhân họa phía sau nó ẩn chứa một âm mưu lớn nhắm vào toàn bộ dân chúng của thành phố thiên hải trương dịch nói mọi chuyện một cách chậm rãi và nhẹ nhàng bắt đầu từ việc chu khả nhi phát hiện nguyên không dạ sở hữu nhiều dị năng cho đến khi hắn ta phát hiện ra khu ngao sơn ẩn giấu một lượng lớn zombie vì sự phức tạp của câu chuyện và bố cục đã được lên kế hoạch từ lâu trương dịch phải giảm tốc độ nói chuyện của mình từng chút một phân tích cho mọi người đến khi trương dịch kể xong đã trôi qua nửa giờ không khí trong phòng đầy rẫy sự kỳ lạ trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ biểu cảm kỳ quặc họ cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện huyền bí phức tạp và không ngừng đảo lộn nếu như không nghe một cách cẩn thận từng chi tiết họ khó có thể hiểu rõ ràng nguồn gốc của nó câu chuyện thú vị này mọi người có thể từ từ hiểu ra trương dịch nói bây giờ mọi người chỉ cần nhớ rằng mục đích cuối cùng của nguyên không dạ và bái tuyết giáo là phá hủy mọi thế lực ở thành phố thiên hải sau đó họ sẽ chiếm lấy sức mạnh của những người dị năng như chúng ta còn việc cô ta sẽ làm gì sau đó không quan trọng với chúng ta vấn đề thực sự của chúng ta là làm thế nào để giải quyết phiền toái lớn này dương mật ngồi không xa trương dịch nghe vậy mặt tái nhật cô vuốt ve cánh tay mình nơi đó có những nốt nhỏ nổi lên cô ta không phải định giết ta đấy chứ tử vong quay về năng lực chỉ phát huy khi giết chết dị năng đã được cấy băng phách vào người trong nơi trú ẩn chỉ có dương mật là người được cấy vào băng phách dù năng lực của cô chủ yếu là hỗ trợ nhưng rất hữu ích điểm quan trọng là với nguyên không dạ giết một người hay giết một ngàn người cũng như nhau không có lý do để tha mạng cho dương mật chu khả nhi âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đây không bị cấy vào băng phách cô cũng hiểu rằng trương dịch đã làm như vậy để bảo vệ cô trương dịch an ủi dương mật tạm thời ngươi cũng không cần lo lắng nếu mọi chuyện diễn ra theo dự đoán của chúng ta âm mưu của nguyên không dạ cũng sẽ không thành công lương duyệt lo lắng hỏi nhưng nếu theo lời ngươi nói hiện giờ nguyên không giả ít nhất có mười mấy thậm chí hàng chục hoặc hàng trăm dị năng ai có thể đối phó được với cô ta trương dịch chống trầm suy nghĩ có người có thể là ai vậy mọi người tò mò hỏi biên quân vũ trương dịch nói nghiêm túc cái tên này đó cũng là lý do tại sao hắn ta quyết tâm giữ đội điều tra ở lại khi trương dịch nhắc đến tên biên quân vũ lương duyệt cùng với vưu đại thúc và từ béo đều gật đầu họ đã được chứng kiến sức mạnh của biên quân vũ sức mạnh kinh khủng đó có thể phá hủy mọi thứ trong tầm mắt chỉ trong nháy mắt nếu không phải vì tác dụng phụ quá lớn năng lực của biên quân vũ chắc chắn đủ sức đạt đến cấp epsilon tuy nhiên đối với trương dịch việc sử dụng lực lượng này chỉ cần có thể phá vỡ âm mưu của nguyên không dạ là vừa đủ đêm hôm đó khi trương dịch và người khác đang đối đầu với đại quân zombie Nhóm của Biên Quân Vũ gồm 7 người đã lẻn vào lòng đất và tiêu diệt 6 thi vương. Lúc đó, số lượng zombie bảo vệ các thi vương dưới lòng đất chắc chắn không phải ít. Nhưng nhóm của Biên Quân Vũ vẫn hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt. Điều này chứng minh họ có phương pháp đối phó với lượng lớn zombie. Tuy nhiên, họ có thể phải trả một cái giá quá lớn, chẳng hạn như rút ngắn tuổi thọ cũng đã không nhiều của Biên Quân Vũ. Trương Dịch biết việc mình làm có phần không chính đáng. Nhưng để bảo vệ mình và những người xung quanh, hắn chỉ có thể hy sinh một số người không liên quan. Nếu cảm thấy có chút tội lỗi, đó là bởi vì Biên quân Vũ từng mời hắn gia nhập Bạo Tuyết Thành, thể hiện thiện ý. Tuy nhiên ta không có sự lựa chọn." Trương Dịch tự nhủ trong lòng. Nếu chỉ có một con đường để sống sót, ta chọn bảo vệ mình và những người bên cạnh ta. Sau đó, Trương Dịch bắt đầu trình bày kế hoạch tiếp theo cho mọi người. Ta nói những điều này cho các ngươi để các ngươi có sự chuẩn bị tâm lý. Nếu tình hình trở nên không kiểm soát được và tiểu đội gồm 7 người thất bại, chúng ta sẽ phải rời khỏi thành phố Thiên Hải. Trong không gian dị năng của ta, vật tư rất phong phú, dù chúng ta đi đến đâu cũng có thể sinh tồn tốt. Điều đáng tiếc nhất là mất đi nơi trú ẩn này với hệ thống phòng thủ đỉnh cấp. Vì vậy, những người không phải nhân viên chiến đấu, trong những ngày tới các ngươi không cần cởi quần áo khi ngủ. Hãy sẵn sàng thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, còn những người chiến đấu, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Luôn sẵn sàng cho cuộc chiến và làm theo mệnh lệnh của ta, sau khi nghe lời của Trương Dịch, mọi người không có ý kiến phản đối. Lương Duyệt tò mò hỏi, kẻ thù của chúng ta cuối cùng là zombie hay là bái tuyết giáo? Trương Dịch hít sâu một hơi, nhìn sâu vào cô và nói, có thể là cả hai, nụ cười trên mặt hắn, nhưng mọi người sau khi nghe câu này đều không thể cười. Đối mặt với hàng vạn zombie và một dị nhân cực kỳ mạnh mẽ. Tình huống này quá tuyệt vọng, họ không hiểu làm sao Trương Dịch còn có thể mỉm cười. Trương Dịch hít sâu một hơi, bây giờ ta cũng không biết nên nói gì để an ủi các ngươi. Nhưng tình hình hiện tại là như thế, mọi người hãy hiểu rõ điều đó. Tình huống tồi tệ nhất là chúng ta sẽ phải rời khỏi thành phố Thiên Hải, nếu biên quân vũ thất bại, dù Nguyên Không Dạ không chỉ huy đoàn quân zombie tấn công chúng ta, Giang Nam Đại Khu cũng sẽ không thể khoa nhượng. Trương Dịch chỉ tay lên bầu trời. Sự tấn công không khác gì từ thần chết, sẽ phá hủy toàn bộ thành phố Thiên Hải trong nháy mắt. Mọi người trên mặt đều có vẻ mặt khóc cười không được, nhưng chủ yếu là cười khổ. Nếu tình huống tồi tệ như vậy xảy ra, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trương Dịch dựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn lên bộ đèn trị giá hàng triệu trên trần nhà. Hắn ta nói một cách thản nhiên, đó là số phận những gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi ta đã chuẩn bị mọi thứ nhưng kế hoạch tùy thuộc vào con người thành công phụ thuộc vào ý trời liệu mọi sự phát triển có thể thuận lợi như tưởng tượng hay không đều tùy thuộc vào ý muốn của trời trương dịch tự nhận mình không thể kiểm soát mọi thứ dù hắn và dương hân hân đã lên kế hoạch để đối phó với zombie và bái tuyết giáo nhưng thế giới này đầy rẫy những bất ngờ vì vậy hắn đã sắp xếp lối thoát cho mọi người nếu kế hoạch thất bại họ sẽ phải rời khỏi thành phố thiên hải trước tiên đối với nguyên không dạ kẻ thù ghét nhất không phải là trương dịch mà là những thế lực lớn khác dù sao sau thời kỳ tận thế mối thù giữa họ mới sâu đậm nhất và nguyên không dạ muốn thu thập trước tiên cũng là họ mọi người hãy đi chuẩn bị trương dịch nói với mọi người việc có thể làm tiếp theo là cầu nguyện và trương dịch thực sự chắp tay trước ngực cầu nguyện lên trời sau đó hắn lấy ra điện thoại vệ tinh và khởi động máy quay chuột tại khu vực nao sơn đường hầm tàu điện ngầm nhóm người của biên quân vũ tiến vào nơi này thông thường họ sẽ để mạnh tư vũ sử dụng năng lực để dò xét tình hình sau đó những người khác theo sau vào thăm dò họ không sợ hãi zombie nhưng lại lo ngại về kẻ đứng sau điều khiển những zombie này tuy nhiên bây giờ họ trước tiên muốn xác nhận thông tin mà trương dịch cung cấp có chính xác hay không nhóm người tiến sâu vào đường hầm bắt đầu chậm rãi dùng năng lực của mạnh tư vũ để điều tra tình hình xung quanh rồi tiếp tục tiến lên trương dịch đã chỉ ra vị trí cụ thể của zombie mà nhóm của họ cần phát hiện và rất nhanh họ đã tìm thấy nơi đó năng lực của mạnh tư vũ có thể bao trùm một vùng ba cây số ở bên ngoài ba cây số từ nơi zombie đang ngủ say cô nhìn thấy tất cả mọi thứ tại phần sâu của đường hầm tàu điện ngầm những zombie nằm rải rác trong vũng bùn ẩm ướt Khiến biểu hiện của Mạnh Tư Vũ trở nên vô cùng nghiêm túc, "Sao rồi, Tiểu Vũ?" Thấy biểu hiện của Mạnh Tư Vũ không ổn, Biên Quân Vũ mở lời hỏi. Mạnh Tư Vũ hít sâu một hơi, sau đó nói với các đồng đội, "Ở đây quả thật có zombie. Số lượng cực kỳ khủng khiếp, ít nhất cũng phải có hàng chục vạn, nghe nói có lượng zombie lớn đến vậy, mọi người đều nhíu mày. Tuy nhiên, họ không quá sợ hãi. Đối phó với zombie, họ đã có kinh nghiệm dày dặn." họ hiểu rõ sức chiến đấu của zombie và thói quen của chúng những zombie ngủ say chỉ khi bị thi vương khống chế hoặc cảm nhận được hơi thở của người sống mới thức tỉnh biên quân vũ chỉnh lại kính mát của mình vậy thì hãy tiêu diệt chúng hắn quyết định dẫn nhóm của mình lui ra khỏi đường hầm tàu điện ngầm sau đó họ sẽ gọi cầu viện từ giang nam đại khu sử dụng vũ khí đạn đạo để tấn công vào vị trí này hiện tại chỉ dựa vào lực lượng của họ và thành phố thiên hải họ cũng không thể thanh trừ số lượng zombie lớn như vậy. Họ cần phải cầu viện. Mọi người đồng loạt cực đầu, nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, bất ngờ nghe thấy tiếng gầm trầm thấp phát ra từ phía cuối đường hầm. Giống như là sóng thần từ cuối đường hầm ập tới, thậm chí cả mặt đất dưới chân cũng rung chuyển. Bách Lý Trường Thanh lập tức hét lên, không tốt, zombie đang tới, cả nhóm 7 người đều biến sắc, họ đã rất cẩn thận không tiếp cận vị trí của đám zombie nhưng cuối cùng vẫn bị đám zombie phát hiện giờ đây họ không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng rút lui nhanh chạy lên mặt đất trước đi biên quân vũ ra lệnh mọi người nhanh chóng bắt đầu chạy về phía trước phía sau họ đám zombie như là một dòng lũ ào ạt đuổi theo trong mắt chúng ánh sáng hồng khát máu lóe lên và trong dòng chảy khổng lồ đó còn có những đồng giáp thi to lớn thậm chí còn có zombie mọc cánh bay lượn trên không từ đỉnh của dòng chảy sự xuất hiện bất ngờ của đám zombie khiến đội điều tra phải chạy trốn khỏi mặt đất nhanh chóng không ổn hành động của những zombie này khác hẳn với trước đây ngô địch nghiến răng nói bách lý trường thanh vừa chạy vừa phân tích nếu như mọi chuyện thực sự như chúng ta dự đoán có lẽ mọi hành động của zombie trước đây chỉ là một màn kịch kịch là diễn trước mắt chúng ta ư ngô địch hỏi bách lý trường thanh gật đầu mục đích của họ là khiến chúng ta nghĩ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và rời khỏi thành phố thiên hải bây giờ nghĩ lại việc chúng ta đánh bại các thi vương thực sự quá dễ dàng nhất là trong trận chiến đó sáu con thi vương cùng xuất hiện ở cùng một khu vực nó giống như họ được đặt ở đó cố ý để chúng ta tiêu diệt trên mặt bách lý trường thanh lần đầu tiên mất đi nụ cười tự tin vẻ mặt của bách lý trường thanh trở nên nặng nề bây giờ nhiệm vụ của chúng ta không phải là tiêu diệt các thi vương mà là người đứng sau những đám zombie này trong lúc chạy những đồng giáp phi thi đã đuổi theo từ phía sau ngô địch dùng tay phải tập trung năng lượng để tạo ra khẩu súng phun nồ nhắm và bắn về phía chúng một tia sáng năng lượng mạnh mẽ trúng một trong những đồng giáp phi thi tạo ra một lỗ lớn trên ngực nó đánh rơi nó xuống đất tuy nhiên thương tích đó vẫn chưa đủ để giết chết nó rõ ràng khả năng phòng thủ của nó mạnh hơn nhiều so với những đồng giáp thi thông thường nhanh chóng tiếng vỗ cánh càng lúc càng to và phía sau nó hàng chục đồng giáp phi thi khác cũng đang đuổi theo nhóm điều tra Bách Lý Trường Thanh rút một cây kỵ sĩ trường thương dài màu đen khổng lồ từ sau lưng, chặn phía sau nhóm. Với chiều dài gần 3 mét, cây kỵ sĩ trường thương trong tay hắn ta quay cùng như lưỡi cưa. Là một dị nhân hệ cường hóa, năng lực của Bách Lý Trường Thanh chủ yếu tăng cường khả năng thể chất. Nhưng như một nhân viên chiến đấu hàng đầu của Bạo Tuyết Thành, hắn ta gần như không gặp đối thủ trong chiến đấu. Bàn tay sắt, Bách Lý Trường Thanh, hắn ta chính là một tòa không thể phá vỡ núi trắng, đều cút về cho ta, Bách Lý Trường Thanh với khuôn mặt hung dữ, kỵ thương trong tay quét ngang về phía trước một đồng giáp phi thi. Một con đồng giáp phi thi khổng lồ bị hắn ta đánh trúng phần eo, chỉ nghe một tiếng răng rắc, eo thon của nó bị đập gãy, thân thể to lớn như túi rác bị ném bay ra ngoài, ha ha ha, đến đây đi, lũ khốn kiếp. Chúng ta chơi một trận bóng chày như thế nào? Bách Lý Trường Thanh cười lớn, với một cây thương trong tay, hắn ta đã đánh bay những con đồng giáp phi thi ra ngoài. Hắn ta một người đàn ông cao gần 2 mét, vung vẩy một vũ khí nặng nề, tạo ra cảm giác cồng kềnh và vụng về. Nhưng trong thời khắc này, động tác của hắn ta lại vô cùng linh hoạt, tạo ra những bóng màu đen với cây thương trong tay, khiến những đồng giáp phi thi không thể nào tránh được. Đám zombie ồ ạt tấn công Biên quân vũ và đồng đội chạy về phía ga tàu điện ngầm, không quay đầu nhìn lại, đó là sự tin tưởng vào bách lý trường thanh. Sau khi họ chạy ra khỏi ga, không lâu sau đó, Bách Lý Trường Thanh cũng nhảy ra từ ga tàu điện ngầm. Nhanh lên, có rất nhiều kẻ đuổi theo, tay Bách Lý Trường Thanh cầm cây kỵ thương, cơ thể phủ đầy chất nhầy màu xanh lá cây của zombie. Họ nhanh chóng đến xe đi trên tuyết, Mạnh Tư Vũ lái xe hết công suất để chạy trốn. Biên quân Vũ nhìn qua gương chiếu hậu và thấy một đám zombie lũng lẳng từ hang động mạnh mẽ tiến ra, sau đó tiến về phía cánh đồng tuyết. Đáng sợ nhất là những đồng giáp thi và đồng giáp phi thi tốc độ của chúng còn nhanh hơn zombie thường, dí sát theo sau xe hơi, tiếng kêu chói tai và đáng sợ. Ngô địch cắn răng, hạ kính xe xuống, và bắn súng phun nồ về phía sau. Xạ thủ kỳ Quang Minh cũng đứng dậy từ cửa sổ mái xe, nâng súng ngắm màu đen của mình và bắt đầu bắn tỉa zombie phía sau. Nhưng cảnh tượng này khiến họ cảm thấy kinh hoàng. Đám zombie như một đại dương cuồng nộ tiến tới, họ giống như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ sắp bị sóng dữ nuốt chửng. Giờ đây, cuộc chiến là về tốc độ một khi xe bị zombie bao vây tất cả mọi người sẽ chết ngay tại đây dù là người có năng lực phi thường hàng đầu khi đối mặt với đoàn zombie khổng lồ như thế này cũng không thể sống sót biên quân vũ tháo bỏ kính râm của mình kích hoạt tịch diệt ánh sáng chói lòa lan tỏa ngay lập tức một phần lớn đám zombie bị xóa sổ hoàn toàn ít nhất hàng ngàn con đã bị tiêu diệt bởi cú đánh này khụ 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 biên quân vũ ho khan dữ dội với tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn mỗi lần sử dụng đều tiêu hao phần tuổi thọ ít ỏi của mình nhưng trong tình hình hiện tại họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây biên quân vũ đã dành được một khoảng thời gian quý báu cho chiếc xe tạo ra khoảng cách với đám zombie phía sau tuy nhiên chúng vẫn kiên trì đuổi theo họ mà không hề chậm lại biên quân vũ trở nên nặng nề trong lòng nhìn thấy đám zombie khủng khiếp này hắn cuối cùng nhận ra rằng những nhiệm vụ trước đây dễ dàng hoàn thành chắc chắn là do có ai đó cố ý sắp xếp. Lần này, khi họ rời thành phố Thiên Hải, người điều khiển zombie đã mất đi sự kiểm soát. Điều này khiến đội điều tra nhận thức được sự đáng sợ thực sự của đám zombie. Thủ lĩnh, những thứ này không biết mệt mỏi, cứ trốn như thế này không phải cách. Chúng ta cần phải yêu cầu sự hỗ trợ, Bách Lý Trường Thanh nói nghiêm túc. Biên quân Vũ cố gắng ngừng ho khan, máu chảy ra từ khóe miệng, hắn lạnh lùng nói hãy đến nơi trú ẩn gần nhất trước sau đó thông báo cho mọi lực lượng ở thành phố thiên hải yêu cầu họ cử người để đến giúp đỡ lúc này việc yêu cầu hỗ trợ từ khu vực giang nam đã không kịp nữa chắc chắn không thể để cho họ bắn tên lửa đạn đạo tới đây thực hiện một cuộc tấn công không phân biệt đối tượng phải không nếu vậy họ cũng sẽ chết những nơi trú ẩn lớn không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất hiện nay chúng được xây dựng trước đây dành cho tình trạng chiến tranh chỉ cần ẩn náu dưới lòng đất dù zombie có đông đảo đến mấy cũng khó có thể xâm nhập vào bên trong thời gian ngắn mạnh tư vũ đang xem xét bản đồ nơi trú ẩn gần nhất là căn cứ dương thịnh hãy đi qua đó sau đó hãy thông báo cho các nhà khác yêu cầu họ cử người đến để hỗ trợ biên quân vũ đưa ra quyết định một cách quyết đoán vâng mạnh tư vũ vừa lái xe về phía căn cứ dương thịnh vừa gửi tin tức cho các thế lực lớn khi tiêu hồng luyện nhận được tin tức cô lập tức nhảy dựng lên từ ghế cô bàng hoàng không phải đã nói vấn đề zombie đã được giải quyết sao tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện bọn họ còn phải đến chỗ của chúng ta trốn tránh sao tiêu hồng luyện bản năng muốn từ chối nhưng ngay khi nghĩ đến đội điều tra phía sau khu vực giang nam cô đành phải trắng răng tức giận rời khỏi văn phòng lúc này căn cứ dương thịnh đã khôi phục sản xuất khói đen từ nhà máy lọc dầu đang bốc lên mạnh mẽ mọi người đều cảm thấy thời gian hòa bình đã trở lại ai ngờ đâu rằng một tai nạn mới chỉ vừa bắt đầu tiêu hồng luyện gọi gia các thanh đình đến và hét lên thông báo ngay cho mọi người lập tức quay về nơi trú ẩn một đại dịch zombie sắp sửa xảy ra hãy khiến họ nhanh chóng chạy trốn phải thật nhanh 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 gia các thanh đình ngạc nhiên zombie tiêu hồng luyện không kiên nhẫn không có thời gian giải thích mau đi làm đi nhanh lên Trước sự cấp bách trong giọng nói của Tiêu Hồng Luyện, Gia Cát Thanh Đình nhận ra tình huống khẩn cấp và không dám hỏi thêm, nhanh chóng đi phát loa thông báo cho mọi người trong nhà máy lọc dầu, lập tức di tản xuống nơi trú ẩn dưới lòng đất. Đồng thời, Tiêu Hồng Luyện cùng đội vệ sĩ của mình duy trì trật tự và chuẩn bị đón tiếp đội điều tra sắp đến. Trong nhà máy lọc dầu, mọi người vội vàng bỏ mọi việc, chuyển đến nơi trú ẩn dưới lòng đất. May mắn thay, Gia Cát Thanh Đình rất thông minh, hắn cũng không nói cho mọi người biết về sự trở lại của zombie, nhờ vậy tránh được tình trạng hoảng loạn. Còn về các lực lượng khác, họ cũng nhận được tin tức cùng lúc. Ngụy Định Hải lo lắng, lại tới. Đây là lần thứ mấy rồi, hắn đang ở trên một chiếc tàu, trong lòng phân vân, không biết có nên dẫn theo người dưới quyền rời bỏ nơi này và trốn đến nơi khác không. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cũng nhận ra ý nghĩ này không thực tế. Không nhiều nơi cho quyết kỵ chiếc cano cỡ lớn của họ cập bến ở những khu vực khác cũng có các lực lượng của họ nếu họ rời khỏi nơi này họ sẽ không tránh khỏi việc xung đột với các thế lực địa phương khác với sức mạnh hiện tại của họ hành động như vậy tựa như đang tự tìm đường chết ngụy định hãy cắn môi tự nhủ khốn kiếp chỉ còn cách làm thôi hắn và hình thiên nhanh chóng đưa ra câu trả lời quả quyết hứa hẹn sẽ dẫn người đến giúp đỡ không thể không giúp được nếu đội điều tra gặp chuyện e rằng toàn bộ khu vực giang nam sẽ xem xét lại và vấn đề zombie ở thành phố Thiên Hải sẽ trở nên khó giải quyết hơn. Khi đó, như thể tử thần từ trên trời xuống, tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với diệt vong, dù họ có thể trốn ở nơi ẩn nấp hoặc nơi trú ẩn, trong vòng 20 năm cũng không thể rời đi. Và nguồn tài nguyên của họ, căn bản không thể duy trì được lâu dài như vậy. Thà rằng liều một phen, cùng đội điều tra hợp tác xử lý khủng hoảng zombie. Ở nơi ẩn nấp này, sau khi Trương Dịch nhận được tin tức, hắn cũng lập tức tỉnh táo trả lời chúng ta sẽ ngay lập tức đến biết rằng biên quân vũ và nhóm của hắn ta đang trốn về căn cứ dương thịnh trương dịch đã có một kế hoạch trong lòng hắn không muốn biên quân vũ và nhóm của hắn ta chết cũng không muốn họ tiêu diệt zombie bởi vì chỉ có trương dịch biết rõ tất cả những điều này đằng sau cùng là do những người của bái tuyết giáo mưu mô bí mật vì vậy chỉ có việc tiêu diệt nguyên không dạ mọi thứ mới có thể kết thúc và sức mạnh của biên quân vũ là điều không thể thiếu. Trương Dịch đứng dậy từ ghế salon, bắt đầu thay đổi trang phục chiến đấu. Sau đó kiểm tra mọi trang bị trên người. Hoàn thành tất cả những điều này, hắn gọi Lương Duyệt và một số người khác, yêu cầu họ cùng hắn đi giúp đội điều tra giải vây. Mọi người tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ai ngờ sự việc phát triển nhanh như vậy. Trương Dịch vừa trở về từ bái tuyết giáo, đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới đừng quá lo lắng khi đó mọi người hãy ở gần ta nếu phát hiện tình huống bất thường chúng ta sẽ sử dụng hai cánh cửa không gian của ta để nhanh chóng thực hiện việc chuyển dịch không gian lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi chiến trường trở lại nơi ẩn nấp một cách nhanh chóng trương dịch nói với từ béo và những người khác điều này như là một liều thuốc trợ tim giúp họ không bị tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến tinh thần ánh mắt của mọi người trở nên ổn định theo sau một đội trưởng có kỹ năng bảo mệnh đỉnh cao họ cảm thấy an tâm hơn nhiều không quan trọng thắng hay thua quan trọng là không chết vì vậy họ bắt đầu mặc trang bị trương dịch cũng nói với chu khả nhi và những người khác các ngươi ở nhà cũng đừng nhàn rỗi hãy sắp xếp những thứ quan trọng nhất của mình gói gọn và đặt ở phòng khách bên này nếu có bất kỳ sự cố nào bên kia chúng ta sẽ đến đón các ngươi trước tiên không cần mang theo nhiều đồ những thứ khác chúng ta không thiếu mỗi người chỉ cần một túi là đủ, nhớ chưa? Những người phụ nữ trong nhà lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, Chu Hải Mỹ nói, vậy chúng ta hãy nhanh chóng thu dọn. Dương Hân Hân lại tỏ ra bình tĩnh, cô không có nhiều đồ cần mang theo, ngoại trừ một chiếc laptop. Kaka, đừng quên, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cô giơ một ngón tay lên, nhắc nhở Trương Dịch. Trương Dịch chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi, một nhóm người không kịp chia tay, Trương Dịch và những người khác sau khi chuẩn bị xong trang bị, lập tức khởi hành đến căn cứ dương thịnh để hỗ trợ đội điều tra chu khả nhi đứng ở cửa nhìn theo họ rời đi cảm giác bất lực trỗi dậy trong lòng cô đến nay ngoại trừ trương dịch và dương hân hân những người khác đều không biết rằng lần này họ đối mặt với nguy hiểm đến mức nào tại bái tuyết giáo khi trịnh dật tiên nhìn thấy tin tức lông mày hắn ta nhíu chặt hắn ta bước qua đống đổ nát tiến về giáo đường thánh dôn tìm nguyên không dạ đang cầu nguyện có chuyện xảy ra Trịnh Dật Tiên trực tiếp nói. Nguyên Không Dạ từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía Trịnh Dật Tiên. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô chứa đựng sự lạnh nhạt không giống loài người, cùng với sự thành kính với thần thánh. Trịnh Dật Tiên từng từ nói rõ, sự việc ở khu Ngao Sơn đã bị đội điều tra của Giang Nam Đại Khu phát hiện, Nguyên Không Dạ nghe vậy, vẻ động dung hiện lên trên mặt cô. Bốn chữ, Giang Nam Đại Khu, đối với cô có tính đe dọa. Ít nhất bây giờ đó không phải là thứ mà cô muốn đối mặt họ không phải đã rời khỏi thành phố thiên hải sao tại sao lại xuất hiện ở ngao sơn khu ngao sơn vô cùng hoang vắng sau ngày tận thế nơi đó nhanh chóng trở thành không một bóng người gần như là một vùng đất chết khi nguy cơ zombie bùng phát khu vực đó cũng không có hoạt động mạnh mẽ của đám zombie chính vì thế họ mới chọn khu ngao sơn là nơi ẩn náu cho đám zombie dù đội điều tra rất thận trọng nhưng họ không thể nào kiểm tra toàn bộ thành phố thiên hải rộng lớn chính vì thế nguyên không dạ mới cảm thấy bất ngờ trịnh dật tiên lắc đầu ta cũng không rõ theo lẽ thường dù họ điều tra cũng nên tập trung vào năm đại thế lực rồi từ đó mở rộng ra xung quanh dù sao những khu vực này mới là nơi có dân số đông đúc nhất vậy nên đây không phải là một tin tức tốt nguyên không dạ nhíu mày không chắc liệu tình hình này là ngẫu nhiên hay có ai đó cố ý sắp đặt trịnh dật tiên nói bây giờ nhóm zombie đã bị kích động bắt đầu tấn công đội điều tra họ yêu cầu chúng ta đến hỗ trợ đã chạy trốn về nơi trú ẩn dương thịnh nguyên không dạ ngẩng đầu nhìn anh đây lại không phải là một cái bẫy dùng để lôi kéo chúng ta tới sau đó một cú tiêu diệt trong cạm bẫy trịnh dật tiên cũng không chắc chắn hắn nói chỉ có huyết đằng mới có thể liên lạc với nhóm zombie Tin tức ta nhận được là nhóm zombie thực sự đang gây rối. Nguyên không dạ trầm mặt, cô cúi đầu suy nghĩ. Hiện nay, các lực lượng còn sót lại ở thành phố Thiên Hải không đủ để đối đầu với ta, nhưng ta lại e ngại sức mạnh của những người ở Giang Nam Đại Khu. Đặc biệt là sức mạnh của biên quân vũ. Loại sức mạnh khiến mọi vật bị mất đi nguồn lực đó, thậm chí Nguyên không dạ cũng phải kiên kỵ. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng thèm muốn nó. Có lẽ đó chính là lý do cô trao tặng băng phách cho biên quân vũ. Cô đã hấp thu 36 loại dị năng, nhưng không có một loại nào có thể sánh kịp, tịch diệt, một phần mười. Nếu chúng ta không đi qua, có thể sẽ gây ra sự nghi ngờ từ họ, phải không? Nguyên không dạ nhẹ nhàng phát biểu. Trịnh giật tiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng, chúng ta nên đi xem một chuyến. Nhưng chỉ cần ta đi một mình là đủ, ngươi cứ ở lại đây, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không bị ảnh hưởng là tốt nhất hắn nhìn nguyên không dạ với ánh mắt tràn đầy sự ân cần không thể che giấu đó là một cảm xúc sâu đậm khó có thể biểu đạt ra ngoài nhưng lại ẩn chứa sâu trong trái tim nguyên không dạ không từ chối đề nghị của trịnh dật tiên dù biết đó có thể là một cái bẫy nhưng so với nguyện vọng lớn lao của mình không có gì là không thể hy sinh nguyên không dạ tiến lại nhẹ nhàng ôm lấy trịnh dật tiên chỉ có ngươi là tốt nhất với ta Vài phút sau, trịnh giật tiên rời khỏi giáo đường. Hắn triệu tập những tế tự còn lại của bái tuyết giáo và nhóm cha xứ. Sau khi giải thích sơ lược về tình hình hiện tại, hắn bắt đầu chỉ huy đội hình. Hàng thường, ngô hoang, lý thiến, đại mai, các ngươi hãy cùng ta đến căn cứ Dương Thịnh để hỗ trợ. Đồng chiến, cũng nghĩa, lôi minh trạch, ba ngươi dẫn dắt những người còn lại ở lại bảo vệ. Trịnh giật tiên đã triệu tập những người có khả năng chiến đấu mạnh nhất của mình bởi vì hiện nay Bái Tuyết giáo không còn có gì đáng giá để bảo vệ nữa. Người mà hắn quan tâm nhất đã không cần ai bảo vệ nữa. Bái Tuyết giáo tập hợp 8 người dị năng, không dẫn theo binh sĩ thông thường, lên chiếc xe tuyết địa xa mà Tiêu Hồng Luyện đã tặng, hướng đi đến căn cứ Dương Thịnh. Tại căn cứ Dương Thịnh, Biên Quân Vũ và nhóm của mình trên chiếc tuyết địa xa, nhanh chóng đến nơi này. Tiêu Hồng Luyện đã nhanh chóng sắp xếp mọi người ẩn náu trong nơi trú ẩn. Nhưng cô lại cùng một số chiến sĩ chờ đợi đội điều tra bên ngoài. Từ xa, họ đã thấy cơn bão tuyết dữ dội trên cánh đồng, tràn từ chân trời. Họ chưa từng chứng kiến tình huống như vậy. Dù trước đây đã từng chiến đấu với đám zombie, nhưng chưa bao giờ thấy chúng cuồng bạo đến như vậy, chết tiệt, họ đã kích động thứ gì thế này? Trên mặt Tiêu Hồng Luyện cũng hiện rõ vẻ sợ hãi. Chỉ dựa vào lực lượng còn lại hiện tại của họ, chắc chắn không thể đối phó với đám zombie khổng lồ như vậy chiếc xe tuyết địa xa màu đen tiến vào căn cứ dương thịnh tiêu hồng luyện lập tức dẫn người chạy lại hét nhanh qua đây này chiếc xe ngay lập tức rẽ theo hướng tiêu hồng luyện chỉ dẫn xe vừa dừng cửa đã mở ra biên quân vũ cùng bách lý trường thanh và khổng sanh ba người nhanh chóng nhảy xuống từ xe tay cầm vũ khí nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn đám zombie phía sau quá đông không cần họ giải thích tiêu hồng luyện và nhóm của cô đã thấy rõ đám zombie theo sát phía sau Đông đảo và che phủ không gian xung quanh nhà máy lọc dầu. Trong lòng tiêu hồng luyện như bị giao cắt, nhà máy lọc dầu của cô như đã kết thúc. Nếu chiến trường xác định ở đây, toàn bộ nhà máy lọc dầu chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng về điều đó. Nhanh lên, phải chạy ngay bây giờ, tiêu hồng luyện không còn chút ý định phản kháng nào. Với đám zombie lớn như thế này, đương đầu chỉ có nghĩa là tự sát. Nhóm người họ nhanh chóng ôm xích chết một số zombie ở phía trước rồi rút lui. Tại lối vào nơi trú ẩn, một số binh sĩ canh gác cửa lớn hét lên. "Nhanh lên, mau vào đây." Mạnh Tư Vũ lái xe tuyết địa xa vào nơi trú ẩn, tiếp theo đó, Biên Quân Vũ và nhóm của hắn ta tiêu diệt một phần zombie theo đuôi họ rồi cũng nhanh chóng nhảy vào cửa chính. Tiêu Hồng luyện ra lệnh đóng cửa nơi trú ẩn. Cánh cửa làm từ bảy lớp hợp kim dày và nặng, một khi đóng lại, dù có đám zombie lớn cỡ nào cũng không thể xuyên thủng. Chỉ ít lâu sau khi nhóm người vào nơi trú ẩn, khu vực này đã hoàn toàn bị zombie chiếm đóng. Chúng ngửi thấy mùi người sống và liên tục gào thét, dùng lực tấn công cánh cửa. Tất cả những điều này có thể được quan sát qua hệ thống giám sát bên trong nơi trú ẩn. Nhóm người thở phào nhẹ nhõm. Biên quân Vũ chú ý đến vẻ mặt lo lắng của Tiêu Hồng Luyện. Dù sao nhà máy lọc dầu mà cô đã khổ công xây dựng lâu nay bị phá hủy trong chớp mắt cô làm sao có thể không buồn biên quân vũ nói với cô ta đã liên lạc với trương dịch hình thiên và ngụy định hải cùng những người của bái tuyết giáo họ sẽ sớm đến đây để hỗ trợ lúc đó chúng ta sẽ phối hợp từ bên ngoài để giải quyết đám zombie này tiêu hồng luyện quay người đi về phía trung tâm chỉ huy nhưng nhìn từ quy mô của đám zombie ngoại vi không thua kém gì lần chúng ta đối mặt với họ tại bái tuyết giáo nhưng bây giờ sức chiến đấu của chúng ta không còn bằng một nửa so với trước. Làm sao chống lại được, sao không xin sự giúp đỡ từ Giang Nam Đại Khu, Tiêu Hồng Luyện nhìn chầm chầm vào biên quân vũ, nghiêm túc hỏi. Biên quân vũ trả lời, việc điều động người từ Giang Nam Đại Khu không hề đơn giản, hầu hết các đội điều tra đều có nhiệm vụ của riêng mình. Thực tế, đội điều tra của biên quân vũ là một trong những lực lượng ưu tú nhất của Giang Nam Đại Khu. Nếu ngay cả họ cũng không giải quyết được vấn đề, việc điều động các đội khác không chắc đã giải quyết được trừ khi là điều động một lực lượng lớn đến đây tiêu diệt zombie nhưng việc đó sẽ cần chỉ thị từ cấp cao nhất của giang nam đại khu và điều đó rất phức tạp vậy phải làm thế nào bây giờ tiêu hồng luyện nhắm mắt lại giọng điệu có chút bất đắc dĩ cô không thể trách móc đội điều tra nguy cơ zombie là vấn đề mà thành phố thiên hải phải đối mặt dù đội điều tra không đến vấn đề này sớm muộn gì cũng phải được giải quyết vì vậy, việc họ đến giúp đỡ không thể khiến cô phàn nàn. Cô chỉ cảm thấy buồn khổ mà thôi. Mạnh Tư Vũ mở máy tính, thông qua hệ thống vệ tinh lấy được hình ảnh bên ngoài nơi trú ẩn. Đây là tình hình bên ngoài. Biên Quân Vũ và Tiêu Hồng Luyện cùng nhóm người tiến lại gần máy tính, quan sát cảnh tượng bên ngoài. Quan sát từ trên cao, toàn bộ nhà máy lọc dầu đã bị đám zombie chiếm đóng dày đặc. Cảnh tượng này giống như đám châu chấu phủ kín đồng ruộng. Ai bị chứng sợ đám đông nhìn thôi cũng đủ để bệnh tình bùng phát. Tốt rồi, bây giờ chúng ta không thể đi đâu được cả, tiêu hồng luyện ôm tay, thở dài bất lực. Căn cứ Dương Thịnh đã hoàn toàn bị đám zombie chiếm đóng. Bọn chúng tụ tập bên ngoài nơi trú ẩn dưới lòng đất của căn cứ, gầm thét và tập kết. Họ dùng đủ loại phương pháp để tấn công cánh cửa nơi trú ẩn. May mắn là căn cứ này được chuẩn bị cho chiến tranh, ngay cả khi bị tấn công bằng đạn đạo cũng phải trải qua nhiều đợt quanh kích với những phương pháp tấn công đơn giản của zombie căn cứ vẫn không bị uy hiếp nghiêm trọng điều này giúp những người trong nơi trú ẩn có cơ hội thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại việc rời khỏi nơi trú ẩn là vô cùng khó khăn dù rằng mọi thành viên của đội điều tra đều là binh sĩ mạnh mẽ nhưng họ chỉ có thể đối phó với một vài vạn zombie cùng một lúc nhưng bên ngoài số lượng zombie lên tới hàng chục vạn thậm chí có cả đồng giáp thi và đồng giáp phi thi có khả năng bay lượng khi những thực thể này tụ tập lại họ chắc chắn không thể chiến thắng biên quân vũ nhíu mày chặt hắn bất ngờ ho kịch liệt hắn thường xuyên tái nhật và bây giờ trông càng tái nhật hơn môi thậm chí chuyển sang màu xanh tím thủ lĩnh đội trưởng ngươi không sao chứ các thuộc hạ quan tâm nhìn biên quân vũ biên quân vũ vẫy tay không có gì khụ khụ hiện tại xem ra chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên ngoài nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe miệng hắn mặc dù máu vẫn còn chưa được lau sạch bây giờ khi họ tụ tập cùng một chỗ có thể yêu cầu tổng bộ hỗ trợ từ trên không tiêu hồng luyện lắc lư ý của ngươi là chúng ta có thể yêu cầu giang nam đại khu phóng đạn đạo về đây sao không có gì hiệu quả hơn việc sử dụng loại vũ khí đó hàng chục vạn zombie tụ tập bên ngoài một phát đạn đạo có thể thanh lý một lượng lớn zombie biên quân vũ gật đầu đến tình huống này chúng ta chỉ còn cách làm vậy họ đã bị dồn vào thế bí với đám zombie quy mô lớn như vậy họ không có cách nào để tiêu diệt hết được biên quân vũ dù tự tin nhưng không đến mức xem thường mạng sống của mình và đồng đội hắn rút điện thoại vệ tin ra bắt đầu liên lạc với cấp trên của quân đội giang nam đại khu với quyền hạn của mình hắn có thể liên lạc trực tiếp với người chỉ huy cao nhất của giang nam đại khu chu chính sau một thời gian ngắn cuộc gọi được kết nối biên quân vũ trình bày tình hình với chu chính chúng ta cần sự trợ giúp bên ngoài có hàng chục vạn zombie đã hoàn toàn bao vây chỗ trú ẩn của chúng ta à vấn đề của thành phố thiên hải đã trở nên nghiêm trọng đến mức đó sao tại tổng bộ của giang nam đại khu bão tuyết thành tòa thành này được bao phủ bởi bức tường lớn màu xám tuyết rơi dày đặc trung tâm chỉ huy có tường kính chống đạn dày đặc từ vị trí cao trong phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh của bão tuyết thành trước tường pha lê Đứng một người quân nhân cao lớn hơn 50 tuổi. Hắn ta mặc đồng phục quân đội màu xanh lá cây, vai đeo dấu hiệu của tướng lĩnh rực rỡ, tóc hoa râm cắt gọn gàng. Khuôn mặt nghiêm nghị như đao khắc, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hắn ta chính là Chu Chính, người chỉ huy cao nhất của Giang Nam Đại Khu. Nghe xong báo cáo của biên quân Vũ, trên mặt Chu Chính hiện rõ vẻ nghiêm túc. Thành phố Thiên Hải cách Bảo Tuyết Thành chỉ khoảng 300 km. Khi mà nguy cơ zombie tại đó bùng phát, chỉ trong vài ngày sẽ ảnh hưởng đến Bảo Tuyết Thành. Ban đầu, Chu Chính không coi vấn đề về zombie là quan trọng. Hắn chỉ cử đội điều tra tinh nhuệ nhất để giải quyết vấn đề tại đó. Nhưng không ngờ rằng, biên quân vũ và nhóm của hắn lại bị vây ở đó, thậm chí phải cầu viện từ tổng bộ. Cần phải biết rằng, trong đội điều tra gồm 7 người, mỗi người đều là dị nhân hàng đầu của Bảo Tuyết Thành, chờ một chút Chu Chính nói xong, quay người vào phòng chỉ huy ở phía sau, trên tường treo một màn hình lớn. Hắn bình tĩnh nói, hiển thị hình ảnh vệ tinh xung quanh nơi trú ẩn Dương Thịnh, trí tuệ nhân tạo nhanh chóng hiển thị hình ảnh vệ tinh của khu vực đó. Trong video, zombie tụ tập như kiến trên cánh đồng tuyết rộng lớn, kéo dài trong phạm vi khoảng 10 km, sau khi thống kê, trí tuệ nhân tạo đưa ra con số cụ thể. Số lượng zombie trong hình ảnh là 395,861. Trong đó có 395,521 zombie hình người và 340 zombie kích thước lớn. Chu Chính cảm thấy choáng váng. Số lượng zombie như vậy, giống như một cuộc chiến tranh lớn, dù dùng đạn đạo để tấn công cũng khó có thể loại bỏ hết diện tích và tổng số lượng zombie lớn như vậy. Vẻ mặt Chu Chính vô cùng nghiêm túc, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Hắn cầm điện thoại vệ tinh, nói với biên quân vũ, số lượng zombie quá lớn không phải vài trăm quả đạn đạo là có thể tiêu diệt hết được. Biên quân Vũ nghe lời của Chu Chính, lập tức hiểu được ý hắn. Đối với các quân khu lớn, đạn đạo cũng là vũ khí chiến lược quan trọng. Hiện nay, việc sản xuất vũ khí rất khó khăn, mỗi lần sử dụng một quả đạn đạo là mất đi một quả. Chu Chính không thể sử dụng số lượng lớn đạn đạo để tiêu diệt hàng chục vạn zombie. Với số lượng zombie nhiều như vậy, phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt chúng vẫn là sử dụng Death of Love. Chu Chính nói với giọng trầm thấp và lạnh lẽo. Nơi trú ẩn Dương Thịnh nằm ở độ sâu 172 mét dưới lòng đất, khả năng phòng thủ rất mạnh. Ta dự định sẽ trực tiếp sử dụng đét ập lớp trên nơi đó. Như vậy có thể tiêu diệt triệt để đợt zombie này, Chu Chính quyết định mạnh mẽ, không chút do dự, chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công. Biên quân Vũ nghe xong, đồng tử co rụt cả lại. Nhưng nếu làm như vậy, toàn bộ thành phố Thiên Hải sẽ trở thành đất chết, Chu Chính lạnh lùng nói, số người còn sống ở thành phố Thiên Hải không nhiều, phải không? Hy sinh một số nhỏ người bây giờ, để ngăn chặn zombie lan rộng đến các thành phố khác, là biện pháp hiệu quả nhất. Biên quân Vũ biết lời Chu Chính không sai. Hiện nay, số người còn sống ở thành phố Thiên Hải có lẽ chỉ còn lại vài vạn. Sử dụng đết ập lớp chắc chắn là giải pháp thông minh nhất. Nhưng điều này cũng có nghĩa là họ sẽ bị từ bỏ vì đét ập lớp tạo ra khu vực không thể sống được cho loài người. Biên quân vũ và nhóm của hắn cũng không thể rời khỏi nơi trú ẩn để trở lại bề mặt. Và trong nơi trú ẩn, các nguồn cung cấp không thể duy trì qua 20 năm sau khi phóng xạ biến mất. Họ đều biết rằng mình sẽ chết dưới lòng đất tối tăm, không có ánh mặt trời. Biên quân vũ biết rằng, vào lúc này không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đại khu. Chu Soái, xin hãy cho chúng ta chút thời gian ta muốn thử một lần nữa. Chu Chính nghe thế, im lặng một lúc, sau đó mới nói nhỏ, được, ta sẽ cho các người thời gian. 24 giờ sau, nếu các người không thể giải quyết đám zombie, ta sẽ triển khai đét ập lớp. Chu Chính biết, nếu trong 24 giờ biên quân vũ và lực lượng địa phương của thành phố Thiên Hải không giải quyết được vấn đề zombie, thì việc cho họ thêm thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Dù là người chỉ huy cao nhất của Giang Nam Đại Khu, hắn cũng không thể để lòng mềm yếu vì một số ít thuộc hạ mà bỏ mặt nguy cơ lây lan đến toàn bộ giang nam thậm chí cả đất nước biên quân vũ kết thúc cuộc gọi gương mặt hắn cũng không biểu lộ gì làm tiêu hồng luyện và những người khác không thể đoán được kết quả tiêu hồng luyện hỏi một cách cấp bách đại khu bên kia nói gì viện trợ đạn đạo khi nào có thể đến cô đặt toàn bộ hy vọng vào sự trợ giúp của giang nam đại khu biên quân vũ nhìn cô lạnh lùng nói tổng bộ vừa thông báo rằng số lượng zombie quá nhiều vì thế, họ quyết định sử dụng đét ập lớp để tiêu diệt chúng. Khi nghe lời nói của biên quân vũ, mọi người xung quanh đều trợn mắt, không giữ được bình tĩnh gì. Đét ập lớp còn được gọi là vũ khí hủy diệt cuối cùng, là loại vũ khí cấm kỵ trước thời kỳ tận thế. Quy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng sẽ mang đến hàng chục năm tác động phóng xạ khó khăn để loại bỏ. Nếu thành phố Thiên Hải bị tấn công bằng đét ập lớp, nó hoàn toàn sẽ trở thành một vùng đất chết, dù không bị tấn công trực tiếp, nhân loại cũng sẽ chết do tác động của phóng xạ họ ẩn náu trong nơi trú ẩn kiên cố dưới lòng đất dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng cũng không thể ra ngoài tại sao lại như thế đây chẳng phải là để chúng ta chết dưới lòng đất sao tiêu hồng luyện tức giận lông mày dựng thẳng lớn tiếng hỏi biên quân vũ đối mặt với sự phẫn nộ của tiêu hồng luyện chỉ bình tĩnh nói hiện tại sự phẫn nộ không có ý nghĩa gì chúng ta cần phải tìm cách giải quyết zombie bên ngoài nếu không thì chỉ có thể sống dưới lòng đất cho đến khi hết vật tư. hắn giơ cổ tay lên cho thấy chiếc đồng hồ rolex vàng trên cổ tay mình. còn 23 giờ 58 phút nữa là Death ập lớp sẽ được triển khai. biên quân vũ không quan tâm đến cảm xúc của tiêu hồng luyện. nếu phẫn nộ có ích, hắn sẵn lòng phẫn nộ hơn ai hết. tiêu hồng luyện cũng nhanh chóng nhận thức được vấn đề. hiện tại không phải lúc để lo lắng về đúng sai mà là cần phải đoàn kết để giải quyết nguy cơ zombie bên ngoài, Biên quân Vũ nói với Tiêu Hồng Luyện, "Bây giờ, ta cần ngươi cần lập tức giao tất cả thông tin về nơi trú ẩn cho ta, đặc biệt là về vũ khí và trang bị." Sau đó hắn quay sang Mạnh Tư Vũ, "Tiểu Vũ, hãy thông báo rõ ràng cho mọi người, làm cho họ hiểu rằng, nếu không dốc hết sức lực hỗ trợ lần này, tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh." Biên quân Vũ chỉnh lại kính mát của mình, "Hơn nữa cần thông báo cho họ biết nếu ai dám bỏ chạy trong trận chiến, sẽ phải chịu sự truy đuổi không ngừng của Giang Nam Đại Khu, Mạnh Tư Vũ gật đầu. Vâng, cô biết rằng, hiện nay mỗi một phần chiến lực đều vô cùng quan trọng. Cần phải đảm bảo rằng Trương Dịch, Hình Thiên, Ngụy Định Hải và những người của bái tuyết giáo cùng tham gia vào cuộc chiến này. Tiêu Hồng luyện hít thở sâu, cố gắng giữ tâm trạng của mình ổn định. Bây giờ, ngoài việc tin tưởng biên quân Vũ, cô cũng không còn cách nào khác. Cô gọi ra các thanh đình, hãy giao tất cả thông tin cho hắn gia các thanh đình cũng có vẻ mặt khó chịu hắn ta liếc nhìn biên quân vũ cật đầu và đi đến nơi trú ẩn để giao toàn bộ thông tin cho biên quân vũ mà không có ý kiến gì về phần bên ngoài trương dịch và những người đại diện cho các thế lực lớn khác đều đang trên đường tới căn cứ dương thịnh tuy nhiên họ cũng di chuyển rất cẩn thận dọc đường sợ gặp phải đám zombie trong lòng mỗi người đều chứa đựng những suy nghĩ phức tạp nhưng nguyên tắc cơ bản nhất là không ai muốn chết đối với trịnh dật tiên tâm trạng của hắn còn phức tạp hơn rõ ràng đám zombie là quái vật do họ tạo ra nhưng bây giờ tình hình đã phát triển đến mức này có chút khó xử họ cũng không thể hoàn hảo giải quyết tình huống này thông qua huyết đằng và thi vương để kiểm soát toàn bộ đám zombie là quá trình phiền phức và không thể truyền đạt quá nhiều thông tin phức tạp nếu không trí tuệ của thi vương sẽ không thể hiểu được mà để cho đám zombie rút lui như vậy lại dễ dàng gây ra sự nghi ngờ từ các thế lực khác trong lúc trịnh dật tiên đang do dự hắn cũng nhận được tin nhắn từ mạnh tư vũ sau khi đọc xong gương mặt hắn cũng không khỏi rung động đét ợp lớp điều hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến Giang nam đại khu với sức mạnh vũ khí vượt trội quả thực có thể dễ dàng sang bằng tất cả mọi người họ chết tiệt trịnh dật tiên luôn luôn bình tĩnh không kìm nén được cảm xúc mạnh mẽ đập vào xe không thể để chuyện đó xảy ra. 24 giờ, ta phải làm gì để đội điều tra không chết, mà cũng không gây nghi ngờ, ánh mắt trịnh giật tiên lóe lên sự sắc bén, như thể muốn giết người. Hắn đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, Trương Dịch và nhóm của mình đang trên đường đến bằng xe tuyết địa xa. Hắn cũng đã nhận được tin từ Mạnh Tư Vũ. Ban đầu, Trương Dịch có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lại cười. Không tệ, hắn không sợ hãi vì sắp có đét ập lớp, mà thậm chí còn mỉm cười. Vì tất cả những gì xảy ra, dù có một số khác biệt so với dự đoán của hắn, nhưng tổng thể không có quá nhiều sai lệch. Ngược lại, sự tồn tại của đét ập lớp đang đẩy nhanh tiến trình. So với chúng ta, người của bái tuyết giáo hẳn là cảm thấy đau đầu hơn, họ chắc chắn có cách ảnh hưởng đến đám zombie, vì vậy họ không dám để đội điều tra chết ở đây, như vậy họ chắc chắn phải bỏ qua lượng zombie hàng chục vạn đầu này. Đó cũng là vấn đề lớn nhất họ đang đối mặt, một khi lớp zombie này cũng được giải quyết, ít nhất trong thời gian ngắn, họ cũng không thể tạo ra số lượng lớn zombie mạnh mẽ. Lúc đó, chúng ta mới có cơ hội giải quyết họ, chỉ là Trương Dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mơ hồ, hắn như thể thấy được một vị thần chết cầm lưỡi hái, từ trên trời giáng xuống, phá hủy mọi thứ. Cuối cùng vẫn là người ta cảm thấy sợ hãi, bộ đồ tác chiến của hắn thì có khả năng phòng chống phóng xạ có thể chịu đựng được tác động phóng xạ cường độ thấp trong thời gian ngắn. Hắn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không gian dị năng không thích hợp cho sinh vật sống sót lâu dài, nhưng tránh né trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Thời gian ước chừng khoảng một phút, điều này Trương Dịch đã tự mình thử nghiệm. Nếu thực sự cảm nhận được đét ập lớp từ trên trời giáng xuống, hắn cũng có thể tạm thời đưa mọi người trốn vào bên trong. Sau khi tránh qua mới bắt đầu phản kích. Mặc dù không chắc chắn hiệu quả, nhưng ít nhất là một phương pháp có thể thử điều kiện tiên quyết là họ không được ở trong khu vực trung tâm của vùng bị tấn công trương dịch lấy điện thoại vệ tinh ra nhắc nhở chu khả nhi và những người khác đang ẩn náu trong tầng hầm bây giờ hãy nhanh chóng chạy tới tầng hầm thứ ba dưới lòng đất thành phố thiên hải có thể sẽ bị tấn công hắn cũng thông báo tin tức này cho mọi người trên xe sau khi nghe xong biểu hiện của mọi người đều trở nên vô cùng căng thẳng dù họ là dị nhân, khi đối mặt với loại tấn công cấp bậc đó, họ cũng không khác gì người thường, biết rằng mình có thể sẽ mất mạng. Chúng ta còn có 24 giờ để giải quyết vấn đề này sao?" Vưu Đại thúc thở dài với vẻ mặt nghiêm trọng. Hàng chục vạn con zombie, nghe có vẻ dễ. Nhưng ngay cả 30 vạn con lợn, trong 24 giờ chúng ta cũng không thể giết hết, biết rằng chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa thành phố Thiên Hải sẽ phải đối mặt với cú đánh hủy diệt, hầu như mọi người đều cảm thấy vô cùng gấp gáp. Lương Duyệt nhíu mày, nắm chặt lấy thanh đao dài trong tay. Cô không nói lời nào, đang suy nghĩ xem có cách nào để chuyển biến tình thế. Từ béo mặt trắng bệch, thì thầm, xong rồi, lần này thật sự không còn cách nào. Lão đại, hay là chúng ta chạy trốn đi? 24 giờ, đủ để chúng ta thoát khỏi thành phố Thiên Hải. Trương Dịch nhìn vào điện thoại vệ tinh với thông tin trên đó, bình tĩnh nói, à đúng, còn một điều nữa. Họ nói, nếu chúng ta dám chạy, chúng ta sẽ bị Giang Nam Đại Khu truy đuổi không ngừng. Ngươi không nghĩ là đám zombie còn đáng sợ hơn Giang Nam Đại Khu đấy chứ, từ béo lập tức mặt xám như cho tàn. Rõ ràng, cả hai lựa chọn đều có thể khiến hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đấu với zombie, ít ra còn có nửa cơ hội sống sót. Nhưng nếu bị Giang Nam Đại Khu chú ý, thì không có cơ hội nào cả, dù sao, chỉ cần Giang Nam Đại Khu muốn. Họ có thể sử dụng hệ thống vệ tinh mạnh mẽ và mạng Internet để xác định vị trí của họ này, đây không phải là đặt chúng ta vào tình thế khó xử sao, từ béo trông rất đau khổ. Trương Dịch tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hầu, chậm rãi nói yên tâm đi, lần này vấn đề zombie, không phải không có cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta biết rằng đám zombie đó do bái tuyết giáo kiểm soát, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Họ không ngờ ta sẽ lộ diện vị trí ẩn náu của zombie, lúc này hẳn là đang đau đầu. Nhưng rắc rối tiếp theo không phải là của chúng ta, mà là của họ trương dịch không hề hoảng sợ hắn biết rằng lần này vấn đề zombie chắc chắn có cách giải quyết cần phải xem bái tuyết giáo sẽ xử lý thế nào dù sao họ cũng không muốn khi mục tiêu của họ gần như hoàn thành lại đột ngột bị đét ập lớp phá hủy mọi thứ trong mắt trương dịch lóe lên một tia sáng u ám mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch không vượt qua dự đoán của ta vậy thì xem tiếp sự kiện có thể hay không đạt được hiệu quả mà ta mong đợi căn cứ Dương Thịnh tất nhiên không chỉ là một pháo đài. Như một tòa thành lũy chuẩn bị cho chiến tranh, nó cũng sở hữu hệ thống tự vệ mạnh mẽ, không dễ dàng bị phá hủy như bái tuyết giáo. Biên quân Vũ và Tiêu Hồng Luyện cùng nhóm của mình tụ tập tại phòng chỉ huy tác chiến, bắt đầu lên kế hoạch phá vây. Hơn 30 vạn zombie, mặc dù việc tiêu diệt chúng rất khó khăn, nhưng không phải là không có cơ hội. Vì những người còn sống, mỗi người đều là người xuất sắc hàng đầu. Rất nhanh, một kế hoạch tạm thời đã được lập ra để tiêu diệt đám zombie điều quan trọng nhất là loại bỏ trung tâm chỉ huy của chúng tức là thi vương nhưng lần này chúng ta là người quấy rối zombie chúng chủ động tấn công đến vì vậy thi vương chắc chắn nằm ở phía sau đám zombie chúng ta cần phải phá vây ra ngoài xác định vị trí của thi vương và tiêu diệt nó khi mất đi chỉ huy đám zombie sẽ không còn đáng sợ như trước trước mặt biên quân vũ là một bản thông tin điện tử lớn trung tâm là nơi trú ẩn dương thịnh ở đây chúng ta có lực lượng vũ trang mạnh mẽ bao gồm các loại súng máy tự động việc sử dụng chúng để tiêu diệt một nhóm zombie và hàng vạn quái vật không phải là vấn đề làm thế nào để phá vòng vây tiêu hồng luyện hỏi zombie quá đông chỉ dựa vào vũ khí của chúng ta thì không đủ nhóm zombie mạnh có khả năng chiến đấu ngang ngửa với những dị nhân đồng giáp thi. Mặc dù biên quân vũ và nhóm của hắn có thể đối phó với năm dị nhân đồng giáp thi, nhưng bên ngoài còn hàng trăm dị nhân đồng giáp thi như thế, chúng ta phải dựa vào hắn ta, biên quân vũ đẩy kính mắt lên, hình ảnh của trương dịch xuất hiện trong đầu hắn. Không ngờ đến lúc quan trọng, chúng ta lại phải nhờ cậy vào hắn ta để cứu mình, xe của trương dịch chưa đến căn cứ Dương Thịnh. Điện thoại vệ tinh của trương dịch đột nhiên reo lên, người gọi là biên quân vũ trương dịch nhíu mày những người khác cũng tò mò nhìn sang trương dịch biết mọi người đều tò mò về tình hình tại căn cứ dương thịnh nên hắn mở loa ngoài biên đội trưởng mọi chuyện vẫn ổn chứ giọng nói lạnh lùng của biên quân vũ vang lên từ điện thoại chúng ta vẫn còn sống nhưng thời gian không còn nhiều nghe đây trương dịch đừng vội đến giúp hãy đi đến bờ biển trước sử dụng năng lực của ngươi để thu thập nước biển trương dịch và những người khác nhìn nhau hiểu ý định của biên quân vũ đối mặt với hàng chục vạn zombie họ không có vũ khí quy mô lớn để gây sát thương hiệu quả nhưng nước biển với lượng lớn chính là một loại vũ khí gây sát thương cực mạnh hầu hết zombie một khi lọt vào biển sẽ bị nước làm chậm lại hành động trở nên khó khăn thậm chí không còn đe dọa đến con người hơn nữa lượng nước biển lớn được đưa lên lục địa sẽ đóng băng trong thời gian ngắn không nghi ngờ gì nữa đây là vũ khí hiệu quả để đối phó với chúng. Trương Dịch không mất thời gian dây dưa, ta sẽ thu thập nước, hãy đợi ta 4 tiếng. Hắn lập tức yêu cầu Vưu Đại Thúc đang ở cạnh mình quay xe, hướng về phía Đông Hải. Trong khi đó, Hình Thiên và nhóm của hắn đã được biên quân Vũ yêu cầu chờ đợi ở xa căn cứ Dương Thịnh. Họ phải chờ đến khi mọi người chuẩn bị xong mới cùng nhau tấn công nhóm zombie. Quá trình này quan trọng nhất là lượng nước biển mà Trương Dịch mang đến. Bốn tiếng trôi qua chậm chậm. Mỗi phút, mỗi giây đối với những người nơi nơi trú ẩn cũng như một sự giày vò. Các thế lực lớn cũng vô cùng lo lắng, họ sợ hãi trước sự xuất hiện của Dead Up lớp. Đặc biệt là Trịnh Dật Tiên. Lúc này hắn ta cảm thấy rất bất an. Hắn ta không hiểu tại sao đội điều tra lại phát hiện ra nhóm zombie mà họ đã cố gắng che giấu. Và bây giờ hắn ta cần phải đưa ra quyết định hoặc là từ bỏ nhóm zombie để đổi lấy niềm tin của khu vực giang nam như vậy có thể sau này lại từ từ nuôi dưỡng nhóm zombie với huyết đằng tăng cường lực lượng hoặc là chấp nhận mọi thứ tan vỡ tiêu diệt tất cả mọi người ở thành phố thiên hải bao gồm cả đội điều tra rõ ràng lựa chọn thứ hai là không hợp lý chút nào không những người ẩn náu khó mà tấn công bằng cách của nhóm zombie trong thời gian ngắn mà còn làm mất mặt với khu vực giang nam điều đó thật sự rất ngu ngốc vì vậy Trịnh Dật Tiên đau lòng chọn phương án từ bỏ để bảo vệ. Như vậy, hắn ta phải từ bỏ hơn 30 vạn zombie xung quanh căn cứ Dương Thịnh, dù đau lòng, đó cũng là cách duy nhất của họ. Phải diễn rất thật, không để họ phát hiện nhóm zombie do chúng ta kiểm soát. Trịnh Dật Tiên đứng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhóm zombie dày đặc. Gió lạnh thổi qua, hắn khoác chiếc áo. Hắn hít thở sâu, hơi lạnh làm cổ họng đau nhói. Bây giờ ta không thể làm gì cả. Biên quân vũ và nhóm của hắn ta không phải là vô dụng, hẳn không dễ dàng chết. Ta chỉ có thể không ra lệnh cho nhóm zombie, để họ theo bản năng tấn công con người. Sau hơn 4 giờ làm việc, Trương Dịch và nhóm của hắn cuối cùng đã vận chuyển được rất nhiều nước biển từ bờ biển đến. Hắn đã liên hệ với biên quân vũ, thông báo tin tức này. Chúng ta đã chuẩn bị xong nước biển, nhưng cần tìm một vị trí cao để đổ nước xuống. Về hiệu quả, không nên kỳ vọng quá cao chỉ có thể đảm bảo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hình thái di chuyển của nhóm zombie khiến chúng trở nên chậm chạp hơn tuy nhiên xung quanh căn cứ dương thịnh đều là đất bằng việc phủ kín chúng hoàn toàn là không khả thi biên quân vũ đáp đó là đủ rồi chỉ cần nó giúp chúng ta dành thêm chút thời gian để phá vây thì tốt chỉ khi phá vây họ mới có cơ hội tìm ra và tiêu diệt thi vương kẻ có trí tuệ và chỉ huy nhóm zombie sau khi giết chết thi vương, mức độ đe dọa của nhóm zombie sẽ giảm đáng kể. Hơn nữa, theo tìm kiếm của họ, có thể kết luận rằng đây là nhóm zombie cuối cùng ở thành phố Thiên Hải, không cần phải lo lắng về việc bị điều khiển âm thầm, ít nhất sau trận chiến này, thành phố Thiên Hải sẽ không còn bị zombie quấy rối trong thời gian ngắn. Biên quân Vũ nhìn với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn quyết tâm rằng sau khi vượt qua nguy cơ zombie lần này, anh phải tìm ra và bắt giữ kẻ đứng sau tất cả những sự kiện này người nắm quyền kiểm soát nhóm zombie khổng lồ như vậy hoặc là sẽ trở thành một phần của khu vực giang nam hoặc là sẽ bị xử lý sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trương dịch yêu cầu vưu đại thúc ở cạnh mình lái xe đến một vị trí cao gần căn cứ dương thịnh từ xa họ có thể thấy nhóm zombie khổng lồ cách đó vài km một khối lớn đen kịt chỉ cần nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ sâu thẳm bên trong may mắn là họ đang ở xa đủ an toàn và sự chú ý của nhóm zombie đang bị căn cứ dương thịnh thu hút nếu không, sự truy đuổi của nhóm zombie lúc này sẽ gây ra phiền toái lớn cho trương dịch và nhóm của hắn. Biên quân Vũ liên lạc với Hình Thiên và những người khác, thông báo họ chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Ngay khi trương dịch bắt đầu đổ nước biển xuống, những người trong nơi trú ẩn sẽ bắt đầu phản công và cố gắng phá vây. Đến lúc đó, họ cần tạo ra hỗn loạn bên ngoài, đồng thời hỗ trợ đội điều tra và một nhóm chiến đấu chủ chốt từ căn cứ Dương Thịnh rời đi. Các thế lực lớn khác cũng đã sẵn sàng tại các vị trí gần đó. Chỉ cần một lệnh từ biên quân vũ, họ sẽ bắt đầu quấy rối nhóm zombie từ bên ngoài. Dù số lượng những người còn lại từ các thế lực lớn không nhiều, nhưng ai cũng là nhân viên chiến đấu dày dặn kinh nghiệm. Phần lớn trong số họ là dị nhân cấp đội trưởng. Ngoài ra còn có những nhân viên chiến đấu tinh nhuệ nhất. Xe của Trương Dịch đến một vị trí trên vách núi cách căn cứ Dương Thịnh 4 km. Từ độ cao này, Nhìn xuống cảnh tượng nhóm zombie, Trương Dịch mở ra hai cánh cửa không gian lớn. Ngay lập tức, hai dòng nước mạnh mẽ phun ra, đổ xuống phía dưới, nước biển này được lấy từ khu vực rất sâu của đại dương, có hàm lượng muối rất cao. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với không khí âm 60 độ, nước biển nhanh chóng đóng băng. Nước biển chảy từ trên cao xuống, lập tức biến thành hai dòng sông băng, với nhiều tinh thể băng màu trắng lẫn trong dòng nước mạnh mẽ, chảy về phía đất bằng xung quanh căn cứ Dương Thịnh. Tiếng gầm rú của nước biển thu hút sự chú ý của nhóm zombie. Nhưng khi chúng quay đầu lại, ngay lập tức bị dòng nước biển mạnh mẽ bao phủ, trống. Nhóm zombie quay người lại, hướng về phía trương dịch trên vách núi và phát ra tiếng trống. Lúc này, chúng thực sự không được chỉ huy, điều này là do trịnh giật tiên cố ý tạo ra. Vì vậy, chúng chỉ còn bản năng tấn công người sống. Khi nhìn thấy trương dịch và nhóm của hắn, ngay lập tức có rất nhiều zombie lao về phía họ nhưng sự tấn công mù quáng này không thể đe dọa trương dịch và nhóm của hắn trương dịch cũng nhận ra hành động của zombie không giống như trước đây khi chúng có người chỉ huy chúng thậm chí không tránh né dòng nước biển mạnh mẽ điều này chứng tỏ chúng không thể tạo ra hiệu quả nào rất nhanh số lượng lớn zombie bị nước biển cuốn trôi điều này cũng gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ zombie giống như việc đẩy ngã những quân bài domino khiến nhóm zombie từ phía sau bắt đầu rối loạn Trương Dịch không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán. Ha ha ha, ta biết mà, Nguyên không dạ và Trịnh Dật Tiên không dám mạo hiểm cá chết lưới rách, vậy thì hãy để những lá bài tẩy của các ngươi kết thúc tại đây, nước biển nhanh chóng phủ kín số lượng lớn zombie, hàng vạn con zombie ngã vào nước biển và vẫn cố gắng giải dụa, hướng về phía Trương Dịch tấn công. Nhưng chúng không thể di chuyển trước dòng nước biển dâng cao. Biên quân vũ, qua vệ tinh, nhìn thấy cảnh này và lập tức ra lệnh, bắt đầu tấn công, tại nơi trú ẩn Dương Thịnh, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những vết nứt xuất hiện trên mặt đất, tiếp theo là việc từ từ xuất hiện mấy chục khẩu đại pháo có đường kính lớn. Cộc 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 cộc. Các pháo tự động bắt đầu phóng ra ngọn lửa, hướng về phía nhóm zombie dày đặc nhất bắn đi. Oanh. Những khẩu pháo lớn gầm thét, đạn pháo nổ tung giữa nhóm zombie, ngay lập tức loại bỏ hơn trăm đầu zombie. Hình thiên Ngụy Định Hải và Trịnh Dật Tiên cùng những người khác cũng phản ứng theo lời kêu gọi của Biên Quân Vũ, tấn công nhóm zombie từ ba hướng khác nhau. Phương thức tấn công chủ yếu là sử dụng dị năng và thuốc nổ. Súng thông thường không hiệu quả với nhóm zombie này. Trong hoàn cảnh này, năng lực của Ngụy Định Hải phát huy hiệu quả lớn, dị năng của hắn là Băng Tuyết Lãnh Chúa, sự kết hợp mạnh mẽ giữa công kích và phòng thủ. Trên thực tế, Ngụy Định Hải am hiểu nhất là chiến đấu ở trên biển trong môi trường có băng và nước biển năng lực của hắn càng phát huy mạnh mẽ nước biển do trương dịch phóng thích trên cánh đồng tuyết đã biến thành một dòng sông băng dữ dội tạo ra môi trường chiến đấu lý tưởng cho hắn thời đại băng hà ngụy định hải điều khiển sông băng biến nó thành vũ khí của mình tấn công nhóm zombie mạnh mẽ trong đó nếu xét theo tiêu chuẩn dị nhân nhóm zombie mạnh mẽ này cũng thuộc loại hệ cường hóa chúng sở hữu sức mạnh phòng thủ và tốc độ tuy nhiên trước loại hình công kích này đối với chúng cũng khó chống đỡ sông băng và nước biển cuốn trôi nhóm zombie khiến chúng nhanh chóng bị đóng băng trong dòng nước và không thể đứng vững trên mặt đất ngũ đại thế lực hợp tác phối hợp tấn công nhóm zombie không kịp phản ứng trong vài phút ngắn ngủi gần một phần ba nhóm zombie bị tiêu diệt tuy nhiên khi nhóm zombie nhận ra vị trí của họ tình hình chiến đấu tốt đẹp này khó có thể duy trì bởi vì tấn công bằng sông băng chỉ làm rối loạn trận hình của nhóm zombie cũng không thể trực tiếp tiêu diệt bọn chúng được sự chênh lệch về số lượng rất lớn. Nếu kéo dài quá lâu, khi nước biển cạn kiệt, nhóm zombie có thể điều chỉnh và phản công lại bọn họ. Trương Dịch nói với biên quân vũ, chúng ta không thể duy trì ở bên ngoài quá lâu, các người cần phải nhanh chóng thoát ra. Ta hiểu rõ, biên quân vũ biết rằng lợi thế này chỉ tạm thời. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phá vây. Trong nơi trú ẩn còn hơn 1.000 người, phần lớn là công nhân nhà máy lọc dầu trước đây và gia đình họ nhưng lần phá vây này không thể đưa họ đi cùng chỉ có thể để họ ở lại nếu biên quân vũ và nhóm của hắn thắng những người này có thể sống sót nếu thua họ sẽ phải sống dưới lòng đất suốt đời dù sao điều này cũng tốt hơn việc ngay lập tức ra ngoài và bị nhóm zombie xơi tái chuẩn bị phá vây hãy dùng toàn bộ hỏa lực biên quân vũ ra lệnh tiêu hồng luyện cắn chặt răng tiến lên và nói chúng ta chỉ có một cơ hội nhất định phải tận dụng nó Hãy thực hiện đến cùng, cô tiến đến bảng điều khiển, mở một hốc tối ẩn giấu, tìm ra một nút bí mật sâu kín và mạnh mẽ đập xuống nó, một khoảnh khắc sau, trên nơi trú ẩn Dương Thịnh, ngọn lửa khổng lồ từ nhà máy lọc dầu bùng nổ ra ánh sáng chấn động ầm ầm. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng bầu trời, màu đỏ chói lóa làm đau mắt người, tiếng nổ lớn làm Trương Dịch cảm thấy tai như bị điếc. Từ mặt đất, một đám mây hình nấm từ từ nổi lên không trung, toàn bộ mặt đất rung chuyển, ngay cả khi cách vài km cảm giác rung động đó như thể động đất cấp chín làm trương dịch và nhóm hắn không thể đứng vững trời ơi ngụy định hải mở to mắt không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình tiêu hồng luyện cô ta đã làm cho nhà máy lọc dầu nổ tung dưới nhà máy lọc dầu được biết chứa hàng triệu thùng dầu thô nền tảng quyền lực của tiêu hồng luyện tại thành phố thiên hải nhưng bây giờ cô ấy đã kích hoạt sự nổ tung làn gió nóng khủng khiếp thổi qua xung quanh ít nhất 7 đến 8 vạn zombie đã bị thiêu thành cho bởi nhiệt độ cao hàng nghìn độ. May mắn là Trương Dịch và nhóm của mình đều mặc trang phục chịu nhiệt khi chiến đấu, nếu không hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị bỏng nặng. Cô ta cũng thật là tà nhẫn, Trương Dịch cũng không kìm được mà thốt lên. Tiêu Hồng Luyện, một người phụ nữ tà nhẫn với người khác, mà còn tà nhẫn với chính mình hơn, dù rằng hành động này là quyết định sáng suốt nhất ở hiện tại, nhưng không phải ai cũng có quyết đoán như vậy. Vụ nổ không chỉ dừng lại ở đó, sau đợt nổ đầu tiên là một chuỗi các vụ nổ khác ngọn lửa khổng lồ quét qua bốn phía làm cho sông băng hóa thành hồ nước điều này cũng khiến cho khu vực xung quanh bị tan chảy dòng sông nước nóng sôi sục những zombie bên trong trôi nổi kêu trên thảm thiết virus trong cơ thể họ cũng không chịu nổi nhiệt độ cao nhanh chóng bị tiêu diệt trương dịch và nhóm của mình vội vàng lùi lại không dám tiếp cận do tác động mạnh của vụ nổ khoảng mười mấy phút sau sức mạnh của vụ nổ mới giảm bớt nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy rực rỡ khu vực xung quanh đã biến thành một miền đất cháy rộng lớn giống như một hồ sôi vụ nổ này đã khiến cho nhóm zombie chịu tổn thất trực tiếp và gián tiếp hơn một nửa biên quân vũ và các thành viên đội điều tra đều kinh ngạc họ không ai nghĩ tới tiêu hồng luyện lại có thể thực hiện một động thái như vậy trong lòng họ sự kính sợ đối với vị lãnh đạo của căn cứ dương thịnh này đã tăng lên nhiều không chỉ là kính trọng mà còn có sự e ngại. Nếu một người có thể tàn nhẫn với bản thân như thế, thì sẽ như thế nào với người khác? Ánh mắt tiêu hồng luyện lóe lên ti điên cuồng. Trong chớp mắt, cô đã quyết định hủy diệt toàn bộ dầu thô ẩn náu trong kho dầu. Tuy nhiên, người khác không biết rằng kho dầu của căn cứ Dương Thịnh không chỉ có một. Không ai sẽ để tất cả trứng vào một giỏ. Cô còn ẩn giấu 500. Không 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 thùng dầu thô ở nơi khác. Nếu không, làm sao cô dễ dàng phá hủy nền tảng của căn cứ dương thịnh như vậy hành động lần này giống như một chiến sĩ cắt đứt tay của mình là sự hy sinh không thể tránh để tìm kiếm lối thoát đi thôi chúng ta phải nhanh chóng rời đi tận dụng cơ hội khi nhóm zombie đang hỗn loạn tiêu hồng luyện đội mũ bảo hiểm dẫn đầu tiến về cổng lớn của nơi trú ẩn nhưng mà bên ngoài giờ đã trở thành một vùng biển mênh mông chúng ta phải làm thế nào để rời đi mạnh tư vũ hỏi từ phía sau cô nếu như chúng ta bơi qua trong nước chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của những đồng giáp phi thi kia, tiêu hồng luyện cắn răng, dù có nguy hiểm thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Chuyện biến nơi này thành biển là điều không ai ngờ tới. Nhưng dù đã lường trước cũng phải hành động. Diệp kế khang, chuyên gia chất nổ kim kỹ sư cơ khí trong đội điều tra đứng dậy. Chúng ta có thể tạm thời lắp ráp một chiếc cano, tiến lên, gia các thanh đình vội vàng hỏi, liệu có kịp không? chúng ta không còn nhiều thời gian. Diệp kế khang nói một cách nhanh chóng và rõ ràng, ta cần một chiếc xe hơi, tốt nhất là xe tải. Gia Cát Thanh Đình đáp, có, Diệp kế khang nói, tốt, hãy tìm vài người hiểu về máy móc đến giúp ta, biên quân vũ nhìn đồng hồ một cái, sau đó lại quan sát tình hình bên ngoài. Hắn nói với Diệp kế khang, ngươi phải hoàn thành công việc này trong vòng 15 phút. Dù vụ nổ đã hủy diệt một nửa số zombie, nhưng do diện tích bao phủ của nhóm zombie trên cánh đồng tuyết quá lớn. Điều này khiến cho lượng zombie ở ngoại vi vẫn ít bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, zombie dưới nước cũng đang từ từ bò lên bờ. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ bao vây hồ xung quanh căn cứ Dương Thịnh. Khi đó, việc rời đi sẽ không còn dễ dàng. Ta sẽ xử lý trong vòng 10 phút, dịp kế khang chỉ nhanh chóng sắn tay áo, nói một cách thản nhiên và bước nhanh về phía sau giọng nói của trương dịch vang lên bên tai biên quân vũ thế nào các người đã sẵn sàng ra ngoài chưa hắn nhìn từ xa thấy rằng những zombie vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công người trong nơi trú ẩn hơn trăm con đồng giáp phi thi khổng lồ đang bay lượn trên mặt hồ phát ra tiếng rít chói tai từ miệng chúng ngọn lửa lớn từ nhà máy lọc dầu vẫn tiếp tục bùng cháy thỉnh thoảng lại có tiếng nổ vang lên dù vụ nổ không còn khủng khiếp như ban đầu nhưng nhìn vào ngọn lửa hiện tại Ít nhất nó sẽ còn cháy trong 10 ngày đến nửa tháng nữa mới có thể tắt hẳn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.